Ok, xin chào tất cả anh em nha. Với Khải xin kính chúc anh em buổi tối trong lao dễ. Và hiện tại video này thì Khải sẽ đối phá với Thiếu Lâm, cũng như là cầm tầm này gọt server anh em à. Cấp 155 thì nói chung đỡ với cấp 155 như thế này Thiếu Lâm quá xá là trâu luôn em à. Nên là Khải quyết định sau vài đêm suy nghĩ. Tại vì Khải có 3 món hồn kim môn phái rồi, anh em xem trên kênh cũng biết rồi. Và 3 món này thì Khải vẫn đỡ im trên người thôi. Hôm trước Khải có chuyện phái này nọ nhưng mà không có đỡ làm gì đó, mới mua áo này mà. Nói chung là Khải chuyển phái Côn Lôn nhưng mà 3 cái món này vẫn đỡ vô một chỗ thôi. Nên là giờ với cái cấp 155 này thì Khải quyết định là chuyển về Thiếu Lâm, cũng như là đi cầm sói, cũng như là đánh liên đấu cho nó khỏe này mà. Rồi, anh em cùng đi theo Khải này mà, về ba lên. Nói chung là cứ Thiếu Lâm Côn Lôn, Thiếu Lâm Côn Lôn. Cái dạng bằng thôi. Nếu mà ạc này Khải chuyển về Thiếu Lâm thì Khải sẽ cho Côn Lôn xe của Khải một ạc Côn Lôn xe sẽ trở về Côn Lôn đao thôi anh em. Đó, nó sẽ phụ đao thôi. Đó, ok vậy thôi. Ok, giờ Khải sẽ có cái đồ ra. Đó, bỏ đồ ra, bỏ đồ ra. Món đồ dư thì tí thở có đều Côn Lôn đào nó mang. Đó, sẽ đồng bàn. Chung là cứ Côn Lôn rồi Thiếu Lâm, Côn Lôn Thiếu Lâm như đó quay lại thôi em à. Hiện tại đa thứ không biết mua bao nhiêu nhưng mà cảm giác khá là thốn, tại vì thấy server cũng có nhiều đào lắm. Nhưng mà em chưa biết giá như thế nào nè. Nói chung là mua được thì càng khỏe nè, mua được thì tốt quá đi chứ, đúng không? Khải có hết mấy cái đồ không liên quan, bỏ vào rương cho nó khỏi chặt rương như nè. Đó, đồ thì đầy đủ thôi, vào là quất thôi nè. Đó, xếp đăng bàn. Đó, đó. Rồi, vậy thôi. Ba cái đồ con mới mua phi dân anh em à. Đó, mới xúc phi dân bên server kia về luôn anh em ơi. Đó, đao này cũng mới mua nè. Đây, đao này cũng mới mua nè anh em. Đó, đúng rồi, tầm này. Hello Hiếu Võ nha, hello Phú Quang, hello Dương Anh, hello Nguyễn Văn Tiến, hello tất cả anh em nha, hello Thanh Hòn, hello Tấn Đạt Trần. Có gộp ban không? Không anh em ơi, ban Khải vẫn cũng khá là mạnh nên là Khải không có gộp đi đâu cả, Khải cứ đánh thôi nè. Nhưng cái đai lưng cuốn rồi trả lại. Hoặc là có thể cho con lôn của Khải với ban. Đó. Nói chung là nếu mà Khải về con lôn này kia thì Khải sẽ cho nó mang set hiệp cốt, thì con lôn xe nó mang hiệp cốt là hợp lý rồi anh em à. Rồi, giống đầu anh em chúng ta chuyển phái thôi. Nói chung tiếc cả là chuyện phái là mất cái Sơn Hà anh em à. Mất Sơn Hà Côn Lôn nhưng mà không sao. Sơn Hà thì mình có thể sắm lại được. Hôm trước mua Sơn Hà này 3 kim rồi anh em. Nhưng mà với tình hình này thì Sơn Hà có thể sắm lại được anh em, nên là thoải mái. Coi như là mình mất tránh 3 kim đi, và cũng như là mất tiền đòi phái này. Chuyện Thiếu Lâm hợp lý. Ok anh Tướng Hải ơi. Nói chung là tầm với cấp này thì Khải nghĩ Thiếu Lâm là quá hợp lý rồi em à. Vừa đánh solo được, cũng như là vừa đánh sói được, cầm sói cầm đồ này nọ cũng khá là trâu. Ok, em sẽ chuyển về Thiếu Lâm nha anh em. Rất là tiếc là chuyện Thiếu Lâm thì nó mất đi cái Sơn Hà Côn Lôn thôi, chứ còn lại ok hết. Còn mấy vấn đề Sơn Hà thì chắc cũng khi nào có thì mua xe nước thôi. À, chuyện Thiếu Lâm. Hello anh em mới vô nha, kính chúc anh em buổi tối xem live dễ nha anh em. Anh em đang xem trên kênh fanpage thì kích vào link YouTube để ủng hộ Khải một video cho anh em ơi. Ôi trời, sao cái YouTube này nó chạy lát dữ người ta. Rồi ok. Đây em ơi. Mang vô. Thiếu Lâm mà Khải cũng đã sắm được cái áo Thiếu Lâm anh em à. Anh em thấy ok chưa? Rồi, sức mạnh đấy. Trời, tầm điểm này thì Thiếu Lâm quá chắc rồi anh em à. Không gì đâu nói rồi thôi. Thiếu Lâm. Đó. Trời ơi, đẹp chưa anh em? Đẹp không? Áo cà sa đẹp anh em. Đó, quá đẹp anh em à. Đẹp không anh em? Đẹp không anh em? Anh em đang xem trong like chia sẻ chơi nhá. Cả chuyện gì Thiếu Lâm anh em ơi. Hello anh em, Khải về Thiếu Lâm đỡ Khải cầm ba cũng như này nọ luôn em ơi. Hiện tại Thiếu Lâm thì Khải có Sơn Hà, mới cánh cục Sơn Hà. Đó, lên Sơn Hà ra tướng sâu. Đó, ok. Sau khi đánh bắt Sơn Hà thì chúng ta sẽ tiếp tục đến trong phái. Tức là Khải cho anh em xem xếp đồ như thế nào. Tại này thì đang bắt đao với lại trong phái này. Đó, trong phái chúng đến giật cân kinh. Đó anh em. Mới nhận hỗ trợ 300 tỷ nè, mới nhận hỗ trợ 300 tỷ nó là lên cấp rực rạng thôi nè. Đó. Tại đó Thiếu Lâm anh em à. Tầm này chuyển Thiếu Lâm thì đánh hơi bị ngon luôn nè. Rồi bây giờ thì cứ những skin đao pháp thì hỗ trợ tăng vào thôi. Đó, ok chưa? Đó, bây giờ thì Khải mang đồ tí nữa Khải cho anh em xem đồ nha. Nhưng trước anh em thích cái áo Thiếu Lâm thì Khải cũng đã chuẩn bị áo Thiếu Lâm cho anh em rồi. Có môn tiêu nữa mới ngầu. Ok ok, đợi Khải cố gắng Khải lên có môn tiêu cho anh em xem nha. Rồi vô địch thần tăng luôn rồi. Trời không phải đâu Cường Trương ơi, thần tăng tầm này gơ lắm anh em à. Server này nhiều Thiếu Lâm hồn kim hồn phái lắm. Em chỉ là một cái nhánh nhỏ thôi anh em ơi, em không bằng người ta được. Tại vì bên đã gộp bên S6 S5 La Tiêu Sơn về anh em, họ rất là khủng. Em thì chỉ là một nhánh nhỏ thôi anh em ơi, không bằng anh em khác được. Em chỉ là một cái nhánh nhỏ thôi, không bằng anh em khác được. Rồi ok. Này tăng này lấy chí mạng thôi nè, lấy chí mạng chéo. Đó. Dư điểm thì có thể là tăng vào này full hết rồi anh em à. Giờ dư điểm thì có thể tăng vào cái skin sư tử hóng đỡ chịu khó, lâu lâu bắt sư tử hóng cho vui thôi. Đó, bắt sư tử hóng cho vui cũng như là làm chón đối phương thôi. Đó. Giờ dư điểm rồi, không biết làm gì nữa mà. Rồi, full điểm. Đó. Rồi. Còn cái này thì không cần tăng anh em ơi, cái này tăng thêm được vài chục né tránh không anh thua. Vài chục né tránh không anh thua. Nếu mà ổn thì thợ tăng một điểm vô này để đi tranh hàng long. Rồi cái này dư điểm tăng cho vui nhưng mà cái này không kích, nó không có tăng bao nhiêu điểm cả. Rồi ok cho nam. Đó hợp lý cho Thiếu Lâm về lại Thiếu Lâm cho nam. Đó rồi ra tầm này thì khá là nhiều anh em à, búp lên làm máu me khá là nhiều luôn. Đây đây đây. Máu lên. Ok 9k máu. Hiện tại thì cho anh em xem đồ sơ qua anh em ơi. Đúng rồi, lưu mục tiêu nó bảnh luôn đúng không? Đây anh em ơi. Nói chung sau thời gian suy nghĩ thì Khải vẫn quyết định gì Thứ Lâm thôi. Tại vì bên server kia họ to hồng kim môn phá thôi nè. To hồng kim môn phá thôi. Mình mà đánh kiểu Côn Lôn mà một cái áo Côn Lôn đao thì không ăn thua anh em à. Bên đó họ đã full set Côn Lôn vụ ảo này nọ luôn cho kèm thì xương tinh là 9 món kiểu không phải, quá dữ luôn. Còn mình thì mình loanh nhoi mình chả có gì luôn anh em à, nên là phải quyết định chuyện gì còn Thiếu Lâm. Đó áo này anh em ơi, áo mới mua anh em à, phục hồi 40, phản đòn 20, sinh lực và phần làm chậm là phòng thủ 24. Đó hợp lý chưa? Kèm với cái đai lưng làm chậm 47 nữa thì Khải đã đạt mốc 80 làm chậm rồi nha anh em. Đó và 80 làm chậm rồi đó. Còn hiệu ứng chón thì nhìn vào thì Khải chỉ có cái đôi giày chón 40. Còn lại nón này thì nón mỏng lông rồi. Nên là Khải chỉ có 40 chón thôi. Đúng không Nam? Nhưng cái đai lưng này thì dân chúng độc là dân làm chậm, chí mạng. Áo thì là dân làm chậm. Nón thì sát thương, kháng hỏa và nhiên lan diệp 2 cấp, chống phái và long hậu chảo. Bao tay thì dân chón à đúng rồi. Khải được 76 chón, nói chung cũng khá tương đối nè. Hơn 80 chậm và cũng tương đối gần 80 chón, nếu đi kèm nghe mi thì đạt lên 100 mấy thôi nè. Đó. Quá dữ luôn. Thằng này tăng thêm sức mạnh cho nó hợp lý tí nữa là ok nè. Này full điểm hết rồi, khả tăng full điểm này. Thiếu Lâm là lá chí mạng chéo rồi nè em ơi, 49 chí mạng này. Rồi cái này chéo của bọn nữa nè, 49 nữa nè. Đúng rồi, rồi server còn đao chém vô không ăn thua nữa nè em ơi. Nói chung là xe theo xe hiệu ứng thì được. Nhưng còn đao cũng được một phần nào đó thì còn đỡ, mà chém mấy cái xe này thì hơi bị căng. Tại vì Thiếu Lâm người ta trâu máu lắm, xe người ta trâu lắm nè. Tầm này khá là trâu. Tầm này anh em không để ý chứ. Còn Thiếu Lâm hay xe nào cũng vậy, cực kỳ trâu luôn em. Xe cực kỳ trâu luôn. Phải cố gắng lên 7k 8 lực tay. Rồi cái gì mình sẽ bù thêm phi phong mệt nạ này nọ thì nó sẽ lên tiếp. Đó 7k 8 này, còn lại full máu 13k. Tầm này thì khoảng 15k máu là hợp lý nè. Với cái 1 cấp 150 này còn ok, chuẩn luôn. Thiếu 2 tốc độ đánh nữa nè mà. Thiếu 2 tóc nữa thì một phi phong nữa. Nếu mà một cái tốc độ đánh đồ thiếu đến 2 kỹ năng nữa này mà. Thiếu 1 phi phong và thiếu 1 bạch nạ thì Khả sẽ đạt 101. Chung đỡ đạt 101 và thiếu đến 2 kỹ năng nữa nè. Thiếu đến 2 kỹ năng nữa. Thiếu đến 2 kỹ năng nữa. Rồi, ok rồi. Đúng rồi, chuẩn bị hành hả? Ok Viết Liêu ơi. Không biết hành này không anh em ạ. À. Rồi ok, em chính là auto đấy. Hôm qua phân bụi đánh chung kết loại hay vòng tứ kết. Hiện tại giải đấu đang trực tiếp tại kênh fanpage đó anh em à. Anh em có thể kích vào link fanpage và công trường kỳ Sơn Hà sẽ tắt để anh em tiếp tục theo dõi giải đấu nha anh em. Đó. Còn Khải thì Khải đang live server mới. Đó, hiện tại mấy chủ này là mấy chủ đại Sơn Hà nha anh em. Một trong mấy chủ mới nhất của cộng S5 S6 gộp lại. Đó, hiện tại như Khải nhận 300 tỷ thì đồ đạc ok này mà. Đấy. Ok chưa? Đây, wow, đứng em mi được cả 4 chống phá cho đứng em mi bao nhiêu máu nha anh em. Cho anh em xem đứng em mi bao nhiêu máu nha. Khải sẽ đúc con dàn xe Khải về. Mua được cái đao tứ không nữa là quá pin rồi nè, còn gì nữa mà nói. Mà vấn đề là hơi bị căng này mà, rất khó. Rồi, kéo xe dừng đã rồi. Khải sẽ đúc lại chính người dùng ngũ hình. 1 thổ. Hello anh em, hello mọi người. Thổ Nam Lông Thủy Thủy Kim Hỏa. Thì họ Kim Hỏa gì cũng được. Nói chung là hai mấy mũi này trâu quá. Rồi ok. Ok vậy máu với lượng máu nãy là 15k. Vô Thiên Trảm lại La Hán, à thiếu La Hán, thiếu La Hán trận nữa, như là Diệp phục hồi. Nếu máu 15k thì Khải sẽ đỡ 15k 14k5 bom một bình. Đó, hợp lý chưa? Rồi, quá thôi. Có chứ, có nha anh Cường Trương ơi, hiện tại ban em đã tuyển thêm được 5-6 thành viên nha anh em. 5-6 thành viên lận. 5-6 thành viên lận. Rồi. Mà mỗi anh em vào là đều kéo xe 4 hết nên là khá ok. Hiện tại như có Ngâm Mi thì máu Khải 22k. 22k. Em nhớ là Thiếu Lâm Đao phải tăng theo skill chính xác hả? Tăng chính xác làm gì? Thiếu Lâm Đao đâu có chính xác đâu em. Chỉ có Thiếu Lâm Bổng thôi, hoặc là Thiếu Lâm Độc Ma thôi. Đúng rồi anh em ơi. Em thì có thêm cái áo mới này. Rồi ok, Khải sẽ soi lại set đồ cho anh em xem một lần nữa nha. Như những set đồ Thiếu Lâm trước thì không có gì thay đổi. Khải sẽ thay đổi ở cái áo. Đó là Khải sẽ mang một cái áo tanh. Đó anh em cùng xem thì Khải sẽ đang mang một áo tanh Thiếu Lâm. Chắc Thiếu Lâm luôn em ạ. Đó, ok chưa? Một áo tanh Thiếu Lâm thay vì cái áo lúc trước là cái áo thủy. Đây cái áo thủy làm trón kháng họ đây. Đó. Thay vì áo thủy này, đó thay vì áo thủy này thì em bù lại cho mình là cái áo quân thủ Lâm Chậm và áo Thiếu Lâm tanh cho nó hợp cái bộ đồ. Và đôi giày thì em vẫn là mang vào đôi giày trón kháng họ. Đó, hồi trước thì mang đôi giày phòng thủ Lâm Chậm nhưng mà lần này thì mang lại trón kháng họ, bù qua cái áo. Nói chung là bù qua sức lại vẫn đủ hiệu ứng 80 chậm và 80 trón là được rồi nè. Đó. Rồi tiếp tục thì Hồng Kim Vương Phái nón ép này nè. Hello anh em, hello Tổng Vương, hello Giang Hồ, hello Trung Hiếu Trần, hello tất cả anh em đang xem nha. Hello Long Hòn, hello Kun Raven. Đúng rồi, mới gọi server. Hello Dung Anh, hello Ngân Kim, hello Tùng Diệp, hello Việt Liêu nha. Hello tất cả anh em hơn 250 anh em đang xem trên kênh YouTube Khải anh em ơi. Chúc anh em một buổi tối xem live dễ anh em ơi. Đó. Sơ đồ Khải thì cũng tương đối như vậy. Không, nếu anh em theo dõi lâu dài thì cũng không có gì khác anh em à. Chỉ khác cái áo tanh và mang là đôi giày thủy thôi. Đó. Thì lần này đổi về Thiếu Lâm và con Excel của Khải thì tí nữa xong hoạt động đâu đó thì Khải sẽ chuyển con Thiếu Lâm về, quên, Khải chuyển con Lông Xét về con chuyển con Lông Xét về con Lông Đao. Đó vậy thôi. Đúng rồi. Áo này thì Khải mua vài kim khá là rẻ, đủ xài được rồi nè. Đó. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ cho và đừng quên anh em đang xem thì hãy cho Khải một đăng ký kênh cho anh em ơi. Ở lần này thì như anh em có góp ý thì ok, được Khải sẽ cố gắng với lại cái đao mới này mà. Khải sẽ cố gắng lên một con phiệt bông tiêu nữa cho anh em xem nha. Bung hết đồ con Long Đao, Thiếu Lâm đọc vô địch thằng tanh luôn server anh. Rồi, đó chưa biết được anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em xem rất nhiều nha. Đừng quên cho Khải một like chơi nha anh em ơi. Đó, bây giờ sẽ lên ban hoạt động server anh em ơi. Soi top 1 ok anh em ơi. Tại sau khi gộp server thì Khải xuống top 9. Đó. 21 cuốn top 1 162, AKK top 2 158, là bóng lương con Long Đao 158, vũ độ 157, Tâm Thánh 157, Win 156. No Mod 156, Op 355, Khả 155, Lâm Thượng Nhai 154. Đó nè. Còn top môn phá thì hiện tại bây giờ thì như là ý thì Lâm Thượng Nhai, chung là Khả mới đổi là nó chưa cập nhật Thiếu Lâm. Thiếu Lâm có vẻ top Thiếu Lâm. Đó. Đăng Long, Trường Môn, Ngũ Độc, Ngâm Mi cho anh em xem sơ qua. Ôi, cái 152 luôn. Anh hùng cái 152 top 1 luôn. Thiên Cái Bang, Thiên Nhẫn, Võ Đan, Côn Lôn. Đó, hết nha anh em. Ok anh em ơi, nói chung là đợi lên cái bông tiêu trước đã.